Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 17. Người vị hôn phu, một vụ cưỡng bức, cuộc điều tra của nhà chuyên trách. Rất cảm động, Tuyết nói như một phụ nữ lãng mạn chân chính. Anh ơi, thế thì em sung sướng cực điểm rồi. Có ai dám tưởng rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự một cách dễ dàng như thế không? Em sung sướng quá đi mất. Em muốn chết anh ạ. Em muốn tự tử. Không hiểu những lời lẽ lãng mạn đầy thi vị ấy, Xuân cau mày hỏi. Tự tử? Trông chừng lấy được nhau đến nơi mà lại tự tử. Tuyết trỏ tay ra mặt hồ trúc bạch cắt nghĩa. Nếu hai chúng ta cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc kia mà chết, thì có phải cả nước sẽ bàn tán mãi về cuộc tình duyên ghê gớm của chúng ta không? Nhưng mà thôi, ấy là em nói đùa để làm nũng mình đấy. Khi thấy mình lo sợ như vậy, em đã đủ hài lòng lắm rồi, vì mình quả thật yêu em. Xuân gắt như một người chồng đáng yêu. Gớm, mợ khó tính lắm, còn ai chịu được nữa. Cả hai lại thung dung rảo gót đi. Lúc ấy mới 8 giờ sáng, mặt trời chưa kịp xuyên qua những tầng mây bạc. Hình như sợ phiền cho cuộc tình duyên tốt đẹp kia, gió thổi hay hay như nịnh hót cặp uyên ương ấy. Xuân và Tuyết đã hẹn nhau đi chơi một cách rất cổ điển, nghĩa là con đường cổ ngư. Xuân đã nói hết cả đầu đuôi mọi việc, Văn Minh đã dùng cái ngôn ngữ như thế nào để nó phải lấy Tuyết. Do thế, lòng tự ái của Tuyết hơi bị thương, tuy rằng cô đã lấy làm sung sướng lắm. Thấy Xuân bị bó buộc phải lấy mình, Tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy. Nhưng sự thực, cả hai lúc ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Xuân hỏi, Tuyết ơi, em có biết vì đâu anh đem lòng yêu em không? Em thực thà, cho nên anh yêu chứ gì? Là vì em dại dột lắm, lại định nhờ anh làm cái việc làm hại một người con gái con nhà tử tế. Sao em quá tin anh đến thế? Tuyết so vai đáp, tại em thực thà. Đấy anh xem, có phải em đã không cho anh khám để mà biết rằng em đây không giả dối, không thèm dùng vú cao su? Ừ nhỉ, ra vì đôi vú cao su mà thành ra chúng mình hiểu rõ cái bụng dạ thực thà của nhau. Nếu chúng ta sung sướng, ấy cũng chỉ vì đôi vú cao su của cuộc cải cách xã hội vậy. Tuyết reo, âu hóa vạn tuế, vũ cao su vạn tuế. Đường nhí nhảnh, Tuyết chợt nhìn thẳng ra phía trước mặt, để phải câu khóe hạnh nét ngài. Từ xa xa, có một thiếu niên vận quốc phục, cái khăn lượt, cái áo the dài, đôi giày hổ lậu, hình như đương rảo bước phong phong chạy đến. Tuyết đứng dừng, chán nản bảo Xuân. Đây kia là người vị hôn phu của em, mà em đã hối hôn để lấy anh. Dám chắc hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi. Em không muốn gặp mặt hắn, để anh đối phó. Anh nên cho hắn một bài học nhé. Thôi, em về nhà chờ anh ở nhà bà Phó Đoan vậy. Bây giờ hắn ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà. Nói xong, quay lại sau lưng thấy có xe tay. Tuyết vẫy tay rồi trèo lên. Xuân gật đầu chào rồi khoanh tay chờ đợi một cuộc sinh sự. Thiếu niên kia khi đến gần Xuân liền vòng tay vái chào như những nhà thăm nho. Xuân tóc đỏ gạt phăng đi rằng, hủ lậu, chưa tiến hóa mấy, thể thao, cải cách xã hội. Thiếu niên cố né cái tức và cũng sợ nữa, bèn ấp úng, bẩm, tôi xin giới thiệu tôi, chính tôi là người chồng chưa cưới của cô Tuyết vừa bỏ chạy đây kia. Xuân tóc đỏ cúi đầu, chúng tôi rất được hân hạnh. Rồi ưỡn ngực lên mà tiếp, Mê Sử Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ. Thiếu niên từ đây trở đi đã có vẻ một kẻ chiến bại. Hân hạnh lắm, tôi xin lỗi ngài, làm phiền ngài. Dẫu rằng ngài tài giỏi lắm, nhưng xin ngài cũng chớ nên làm những việc có hại cho kẻ khác. Nếu tôi không nhầm, thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con của người ta, nhất là tôi đây.
không có danh tiếng, không có tài cán, thì ngài được tôi cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm. Xuân tóc đỏ thấy ngay cái cần diễn thuyết cho người ấy một hồi dài, bằng cách nói lại những điều đã học lõm được từ xưa đến nay. Ông không hợp thời trang, cổ hủ, ông không biết điều, còn tôi là người dự một phần trong việc Âu hóa, có trách nhiệm quốc dân văn minh hay dã man. Chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích của phái hủ lậu. Tiến theo luật chung của xã hội, giữa buổi canh tân này, cái gì bảo thủ là bị đào thải đi. Ông chưa được Âu hóa mấy, một sự trở ngại đường tiến hóa. Thể thao, nổi giống, sức khỏe, hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khỏe của vợ chồng? Người kia sau một hồi ngẫm nghĩ bèn đáp: Tuy nhiên tôi cũng là con nhà tử tế. Về học thức, tôi cũng đã có bằng thành trung. Về dòng giống, tôi là con một ông phán, cháu nội một ông huyện. Tuyết mà lấy tôi thì cũng xứng đáng lắm, việc gì phải dở mặt như thế? Xuân tóc đỏ điên tiết lên mặt rằng: Thế ông có là con nhà bình dân không? Ừ, tôi xin hỏi, ông có phải dòng dõi nhà bình dân không? Ông lọ lắm, không đúng mốt, phải biết cái gì là hợp thời trang chứ. Người kia ra vẻ hổ thẹn lắm, quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả cái dòng giống cũng lại là con nhà tử tế, không hợp thời trang. Thật là hỏng bét cả. Người ấy toan cãi thì Xuân đã giơ hai tay lên, hùng hổ tiếp: Còn tôi chỉ là con nhà hạ lưu mà thôi. Ngày xưa bắn phá xa, bắn dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát, chỉ có thế mà lấy được cháu gái của Cố Hồng đấy. Ông muốn làm gì thì làm. Người vị hôn phu bị hối hôn kia khiếp đảm vì câu nói mỉa mai ấy lắm. Anh ta nghĩ rằng hẳn cái dòng giống của Xuân là danh giá cực kỳ, và hẳn Vinh To Ban đã nói nhảm, thì Xuân mới nhắc lại lời nói nhảm kia một cách ngạo mạn đến thế, như con giun xéo lắm cũng quằn, bèn nổi nóng: Thưa ông, nếu ông đã nhất định như thế thì thôi, nhưng mà tôi có bổn phận của một người lịch sự, báo cho ông biết rằng trong cuộc tranh giành này, từ đây mà đi chúng ta là hai kẻ thù sinh tử, xin ông biết cho như vậy. Nói xong, người ấy lại cúi chào lễ phép rồi quay ngay đi. Xuân tóc đỏ đứng ngây ra, ngẫm nghĩ mãi về lời dọa nạt ấy. Sau cùng, nó cũng lên xe để về với người yêu lúc ấy đợi ở nhà. Nó thấy hả dạ lắm, đã cho gã kia một bài học, còn về cái thù sinh tử, nó chẳng đủ sợ. Bởi lẽ ở đời này, mỗi lúc mà ai giết được ai. Khi về đến nhà, Xuân thấy Tuyết vẫn đợi ở phòng khách, bằng cách xem cuốn sách ảnh. Lúc ấy mới 10 giờ, nghĩa là lúc bà Phó Đoan chưa dậy, cũng như cậu Phước còn ngủ. Xuân sung sướng được tự do, dẫu là trong 1 giờ, dẫu là trong nửa giờ, tha hồ chuyện với người yêu, chẳng sợ bị ai ám quẻ. Anh ơi, anh cho hắn một bài học ra làm sao hả anh? À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết, để gã ăn thôi đi, đừng hy vọng gì nữa, đừng oán hận gì nữa. Nó mà địch với tôi thì lại làm sao được? Nhưng hắn cũng là người biết điều, sau khi nghe mình giảng giải, lại hoan nghênh lắm, và chúc chúng ta bách niên giai lão nữa. Lại chúc nữa cơ. Phải, hắn nói như vậy, Tuyết lấy ông là hơn lấy tôi. Tôi yêu Tuyết, tất nhiên tôi phải được trông thấy Tuyết hưởng hạnh phúc. Tuyết bèn nhảy lên ôm lấy cổ Xuân. Thế thì đáng hôn anh 1000 cái để thưởng mới được. Xuân tóc đỏ nhận những cái hôn rất chính đáng ấy, rồi thì thầm vào tai người yêu: Anh, bây giờ chỉ muốn làm hại đời em một cách thật sự mà thôi. Tuyết bĩu môi, nói một cách lý luận học không thể nào ai công kích được nữa: Ê, thôi đốt anh đi. Bây giờ thì việc gì đi nữa cũng chỉ làm lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế là em mà thôi. Anh biết cho rằng em lãng mạn lắm.
Xuân lại cứ ôm lấy cái xác thịt lãng mạn ấy để mơn trớn một cách rất tả chân, hoặc là hôn hít một cách rất cổ điển. Nhưng chợt Tuyên đuổi Xuân ra khẽ nói: "Khéo không mà có ai biết thì chết." Xuân lắc đầu khẽ đáp: "Mẹ con bà Phó Đoan còn ngủ cả. Thế còn bọn gia nhân? Chúng nó ở cả dưới nhà kia mà, để yên anh yêu chóng ngoan." Sợ rằng không vâng lời thì lại chẳng là một thiếu nữ ngoan ngoãn, Tuyết vui lòng để cho Xuân tự do mặc thích. Hai người dìu nhau ra ngồi ở ghế đi văng. Xuân tóc đỏ cúi xuống ôm lấy Tuyết mà hôn hít một cách bình dân cả 100%. Còn Tuyết thì nhắm mắt lại cho có vẻ một thiếu nữ mơ mộng chân chính sung sướng về sự thành công của cuộc hối hôn, của cuộc cách mệnh cái gia đình hủ lậu và khốn nạn để được tự do đi đến cái hạnh phúc cá nhân. Lúc ấy, cô muốn viết ngay một cuốn tiểu thuyết nói về đời mình để làm gương cho những phụ nữ muốn giải phóng. Nhưng chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, bà Phó Đoan sừng sộ chạy vào. Cặp Uyên Ương hoảng hốt vội buông nhau ra. "Bà này dậy lúc nào thế? Rõ nguy quá đi mất." Bà vẫn cứ để quần áo ngủ mà xỉa xói vào mặt Tuyết như một người vợ ghen. "Nhà tôi là nhà xăm đấy à? Cô có biết cô làm ô uế nhà tôi ra hay không? Cô có biết thế là đĩ thoá lắm không? Mau mau ra khỏi cửa nhà này ngay lập tức, không mà xấu hổ với tôi bây giờ." Tuyết hổ thẹn một cách xứng đáng, nguyên nguội ra đi lập tức. Bà Phó quay lại Xuân: "Sao ông làm cái sự can rỡ ấy? Ông có biết thế là khốn nạn lắm không? Ông làm hại một đời người con gái tử tế như thế à?" Xuân xoa vai bực mình: "Ấy là tôi làm lợi cho một đời người con gái tử tế. Làm lợi? Phải, Tuyên bây giờ đã là vợ trước cưới của tôi. Hôm qua, ông Văn Minh đã bắt ép tôi phải lấy Tuyết. Chính là bà làm hại danh giá của chúng tôi, bà có biết không?" Bà Phó Đoan ngẩn người ra như bằng gỗ. Lúc ấy, vì vừa ngủ dậy, bà chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng manh. Nó có thế lực làm cho thân thể bà lại lộ ra hơn là chủ nghĩa khỏa thân. Đường lúc rạo rực, đường có đến cực điểm, lại thấy trước mặt mình cái cảnh tượng khiêu gợi ấy. Xuân tóc đỏ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm xốc lấy vị tiết phụ đáng kính trọng ấy. Rất tiếc cho cái công thủ tiết với hai đời chồng của mình bị lôi kéo đến cái đi văng. Bà Phó Đoan cứ phản đối một cách rất cương quyết bằng cách khẽ kêu: "Ơ kìa, hay chữa kìa, ơ hay, ơ hay." Nhưng thằng Xuân tóc đỏ của chúng ta thì nào còn biết gì là nghĩa lý, là đạo đức nữa. Bừng tai đỏ tiếc, nó cứ nhất định bắt đền. Từ đây trở đi, bà kia cứ khẽ kêu như một tiết phụ xứng đáng trong lúc bị xúc phạm: "Ôi giời ơi, người ta giết tôi, người ta cưỡng bức tôi." Bên ngoài, lúc ấy có tiếng kêu: "Em trả, em trả." Rồi thấy hình như cậu Phước chạy huỳnh huỵch xuống thang. Bà Phó Đoan ngừng kêu để nói: "Cậu ấy xuống tìm vũ em để đòi đấy chứ gì." Rồi bà lại kêu tiếp cho sự chống cự quyết liệt khỏi gián đoạn: "Người ta giết tôi, ôi làng nước ơi, thế này có khổ tôi không, ai cứu tôi với." 5 phút sau, nó ngắn ngủi như một cái tích tắc đồng hồ, chợt thấy có tiếng gõ cửa. Hai người này vội chỉnh đốn y phục, chạy xa nhau, mỗi người mồi một ghế ở hai góc phòng. Rồi bà Phó dõng dạc bảo: "Cứ vào." Đó là hai thầy cảnh binh Minder và Mintoa. Theo sau thầy có vũ em của cậu Phước và người bếp. Một thầy cảnh sát nói: "Thưa bà, chúng tôi được người nhà này gọi vào để cứu bà." Bà Phó Đoan đỏ mặt hỏi gắt: "Cái gì? Đứa nào gọi đội xếp vào nhà? Tôi làm sao mà phải đến ai cứu? Con vũ hay thằng bếp láo như thế?" Tên bếp tái mặt ấp úng: "Bấm con, thấy cậu Phước bảo con chạy lên, con nghe hình như có tiếng kêu rên, con hốt hoảng sợ quá." Thầy lính Min Toa cắt nghĩa: "Chúng tôi đương đứng ngoài đường thì nó mời chúng tôi vào." Nhanh trí, bà Phó Đoan nói: "Kêu rên? À à, thì tôi đương đọc một đoạn chuyện trinh thám cho thầy giáo đây nghe, chứ có gì đâu."
Thầy Minder cười ô ô và thực thà nói, rõ khéo, thế mà nó kêu với tôi là có vụ hiếp dâm nữa. Bà chủ mắng người ở, mày nhầm thế thì có phen bà chém cổ mẹ mày đi, đồ con lợn. Xuân tóc đỏ cũng làm một câu, mẹ kiếp, đồ láo. Từ đây trở đi, ngần này người trơ mắt nhìn nhau. Muốn phá bầu không khí khó chịu, Xuân tóc đỏ lần lượt giới thiệu hai thầy cảnh sát cho bà chủ nhà chưa mất danh giá. Đây là thầy Minder, cảnh binh hạng tư, chiến công bội tinh, giải nhất Hà Nội Đồ Sơn, giải nhì Hà Nội Hà Đông, một cái tương lai của cảnh sát giới. Còn đây là ông Minh Toa, cúp Boy Landry, cúp Melly Jenner, sự vẻ vang của sở cẩm Hà Nội, cái hy vọng của Đông Dương. Hai thầy cảnh binh lại cùng giới thiệu Xuân với bà phó. Đây là mông sư Xuân, giáo sư tennis, cái hy vọng của Bắc Kỳ. Thấy không giới thiệu bà phó nữa thì hỏng, Xuân lại nói, đây là bà Phán, một phụ nữ đã thủ tiết với hai đời chồng, một bậc mẹ hiền có công với làng thể thao. Mấy người đều sung sướng lắm, nhưng cái chăm lo phận sự của hai thầy cảnh binh làm cho hai thầy vẫn có điều chưa thỏa. Một thầy nói, tự nhiên đi gọi chúng tôi, kêu là có hiếp dâm, chúng tôi đã mở cuộc điều tra rồi, thì ra lại không có. Đối với người nhà nước, không phải chuyện đùa, không phải tự nhiên chúng tôi đến đây để mà không trông thấy gì cả. Thầy kia ngăn sự nóng nảy của bạn đồng nghiệp lại, tươi cười cắt nghĩa, bà hiểu cho phận sự chúng tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý lắm. Vậy thì, khi đã để chúng tôi mất công toi chạy lên thế này, thì âu là phải có gì biên phạt, vì người ta không phải mỗi lúc trêu ghẹo người nhà nước mà yên được. Vậy thì đã không có hiếp dâm cho người nhà nước trừng trị, âu là bà bằng lòng để chúng tôi biên phạt đại khái về tội thả rông chó ra đường. Muốn xong chuyện đi cho rảnh, bà phó gật đầu, vâng thì tùy ông. Sự hòa giải khôn khéo về quyền lợi xung đột ấy làm cho người nào cũng được hưởng hạnh phúc. Bà phó đoan khỏi mang tiếng thất tiết với hai đời chồng cũ của bà, Xuân tóc đỏ khỏi bị mấy năm tù, mà sở cảnh sát chi điểm hộ thứ 18 cũng đỡ phải điều tra rất lôi thôi.